tháng 7 này ở nhà. Đây, rất là đông người dân đến đây để nhận quà của thẩm mỹ viện CTNG ở đường số 852 đường Nhân Vương, phường 16, phường 13, phường 6 nha. Cái gì? Ôi, rất là đau thương bây giờ. Em, đừng quay phim gì mình nữa, giải tán giùm anh đi. Giải tán đi. Ôi, đó là đau thương bây giờ. Có gì vậy ta? Quá bộ.